Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta sẽ đến với những tin tức tang lễ của ca sĩ Phi Nhung. Thì như chúng ta cũng đã biết, ca sĩ Phi Nhung cũng đã qua đời vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 28 tháng 9 năm 2021 ở bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn 1 tháng rưỡi điều trị bệnh Covid-19. Với sự điều trị nhiệt tình và hết mình của các bác sĩ giỏi nhất ở trong bệnh viện Chợ Rẫy, cộng với những bài thuốc cũng như là máy móc tối tân nhất, nhưng chị ấy cũng đã không qua khỏi và chị ấy đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 28 tháng 9 năm 2021. Thì cái sự mất mát của chị Phi Nhung đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là bàng hoàng khi chị ấy ra đi một cách quá là nhanh chóng với cái tuổi đời mới có 51 tuổi và đang còn rất là nhiều những cái hoài bão cũng như là cái ước mong phía sau lưng của chị ấy, đặc biệt là 23 đứa con nuôi mà chị Phi Nhung đang nuôi dưỡng ở Việt Nam. Khi những đứa con này đã mất đi một lần người cha người mẹ, và có rất là nhiều những cái đứa đang trong cái thời điểm gọi như là khốn khổ và được chị Phi Nhung cứu mang, nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ thì mẹ của tụi nhỏ lại tiếp tục mất đi thêm một lần nữa, và cái nỗi đau dày xéo dành cho những đứa con của ca sĩ Phi Nhung rất là nhiều. Thì sinh lão bệnh tử, mỗi người cũng có một cái số mệnh, cho nên ca sĩ Phi Nhung ra đi thì đến thời điểm hiện tại bây giờ là chị ấy đã giải thoát được khỏi trần và chị ấy đã về với Đức Phật. Chị ấy ra đi một cách thanh thản, tức là số mệnh của chị ấy nó đã dừng thì chúng ta cũng phải chấp nhận số phận. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cái nỗi đau mất mát là rất là nhiều cho gia đình và người thân. Không có cái nỗi đau nào mất mát bằng cái nỗi đau mất đi người thân nha cả nhà. Thì đến hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng gửi những cái lời chia buồn sâu sắc, mong cho họ cũng có thể rằng là có cái động lực mạnh hơn để vượt qua cái nỗi đau mất mát to lớn này nha cả nhà. Thì theo những cái nguồn tin mới nhất mà chúng ta đang chờ đợi, chúng ta đang háo hức tìm hiểu là cái tang lễ sẽ được diễn ra như thế nào, và ca sĩ Phi Nhung đã được hỏa thiêu hay chưa, tro cốt đã được về với gia đình hay chưa. Thì lực tàng đã cập nhật được một cái thông tin cực kỳ mới và khả năng là có cái độ chính xác cũng rất là cao. Theo những cái lập luận, theo những quan điểm của chúng ta thì đến thời điểm hiện tại bây giờ, những cái thông tin được bật mí ra là ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa được hỏa thiêu và ca sĩ Phi Nhung vẫn được nằm ở trong quan tài và đang được bảo quản ở trong phòng lạnh tại đài hỏa táng nha cả nhà. Đấy, tại đài hỏa táng thì ở đây thì chúng ta nói là đài hỏa táng, nhưng mà không biết được là cái thông tin là ca sĩ Phi Nhung được bảo quản ở đài hỏa táng hay là nằm ở trong nhà tang lễ của bệnh viện Chợ Rẫy, thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta cũng chưa thể nào biết rõ được. Nhưng mà cái nguồn tin vừa mới cung cấp ra đây là chưa có hỏa thiêu. Thì theo như cái quan điểm và theo những cái suy nghĩ của lực tàng á, thì nếu như mà đến hiện tại bây giờ ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa hỏa thiêu á, là có khả năng là vì một cái lý do. Bên phía Việt Nam chúng ta thì cũng đang đi đến dần cái quy định là ngày mùng 1 tháng 10 là cái ngày nới lỏng giãn cách xã hội. Đấy, cho nên rằng là cái ngày đó có khả năng thì xã hội sẽ trở lại bình thường ở một số cái lĩnh vực. Đấy, ví dụ như là tang lễ mua bán nhà hàng này kia thì nó có cái quy định. Thì chắc có khả năng rằng là trong cái câu chuyện này ca sĩ Phi Nhung đang rất là nóng và người hâm mộ đang rất lo lắng với chị ấy. Thì có khả năng rằng là gia đình và người thân họ cũng đã lên những cái phương án chờ đợi gần đến ngày mùng 1 tháng 10, tức là ngày mai đó mọi người, thì họ mới hỏa thiêu. Và họ hỏa thiêu xong thì họ mới có thể là đem về chùa để tổ chức tang lễ. Thì như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là đây cũng là một cái lý do mà khiến cho hai ngày hôm nay những cái thông tin về tang lễ của ca sĩ Phi Nhung cũng như rằng là tro cốt của ca sĩ Phi Nhung vẫn chưa về được gia đình. Đây là một cái thông tin mà theo như nhận định là hoàn toàn có cơ sở và đúng nhất cả nhà. Tại vì ca sĩ Phi Nhung ra đi là thiếu rất là nhiều những cái tình thương ruột rà, mà ra đi thì chỉ được bảo vệ và che chở bởi những người thân thiết, bởi những người đồng nghiệp và cả hàng triệu triệu trái tim của người hâm mộ thôi. Còn người thân thiết ruột rà ở trong gia đình thì lại không có, cho nên là chị ấy rất là thiếu thốn về cái vấn đề đó. Và chắc có khả năng rằng là bên thầy chùa cũng như là gia đình, người ta cũng đã xem ngày xem giờ hợp lý để cho ca sĩ Phi Nhung có thể được hỏa thiêu đúng cái giờ đó, đúng cái ngày đó, và được đưa tro cốt luôn trong cái ngày đó để đưa về làm tang lễ cầu siêu để giúp cho chị ấy có thể siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng nha cả nhà. Ở cái này là cũng là một cái khâu rất là kỹ càng. Nếu như những ai bên Phật giáo, nếu như những ai mà có một cái gì đó mà linh thiêng về cái vấn đề mà Phật pháp á, thì có khả năng rằng là ngày tháng ngày giờ nó cũng rất là quan trọng. Thì có khả năng ca sĩ Phi Nhung đến thời điểm hiện tại bây giờ những cái thông tin chưa được hỏa thiêu thì cũng có khả năng là chính xác. Đây cái quy định của đất nước Việt Nam chúng ta thì nếu như chưa được hỏa táng thì sẽ được bảo quản trong phòng lạnh, cũng rất là đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt luôn nha cả nhà. Tại vì chị Phi Nhung mang trong mình một căn bệnh Covid-19 và nó có cái nguy cơ lây nhiễm rất là cao. Thì có khả năng rằng là nếu như sau ngày 1 tháng 10 mà nới lỏng giãn cách
thì số lượng người đến viếng ca sĩ Phi Nhung cũng không có được nhiều. Tại vì đây là một cái quyết định như vậy thôi, nhưng mà mọi người cũng có thể thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa rồi là cứ trên 4-5 ngàn ca không một ngày bị dương tính thì nó rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay cũng có một tín hiệu đáng vui là cái số lượng ca dương tính nó cũng giảm lại toàn đất nước của chúng ta, và đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Bình Dương và các tỉnh lân cận ở trong khu vực miền Nam này nó đã có cái dấu hiệu giảm, và cái số ca mà được xuất viện được khỏe lại thì cũng rất là nhiều. Cho nên rằng là có khả năng là trong ngày 1 tháng 10 là có thể nới lỏng giãn cách, không phải gọi như là giãn cách xã hội giống như trước đó nữa nha cả nhà. Thì lúc đó có thể rằng là những cái người thân cận, những cái người mà yêu mến ca sĩ Phi Nhung hoặc là những cái người thân thiết trong gia đình, họ có thể dễ dàng tiếp cận với lại cái tang lễ của chị Phi Nhung hơn, và họ sẽ thắp cho chị ấy những cái nén nhang, họ có thể cầu siêu và chăm sóc cho chị ấy cái lúc mà chị ấy về bên cái nhà chùa đó mọi người, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đây là cái nhận định của chúng ta thôi, chứ còn mà theo những cái quy định của đất nước Việt Nam chúng ta á, là người mà đã mất vì Covid-19 thì cái khả năng mà để hỏa thiêu á, là phải có. Tại vì nếu như những cái khu vực nào mà không có đài hỏa táng thì mới được mai táng, mà phải tổ chức một cách nghiêm ngặt theo quy định của Bộ Y tế. Còn nếu như chỗ nào mà có đài hỏa táng thì những người mà bị nhiễm bệnh Covid-19 mà qua đời thì phải hỏa thiêu. Thì đây là một cái nhận định của tất cả chúng ta, và trong vòng 24 giờ là phải giải quyết xong xuôi. Còn cái vấn đề mà đưa tro cốt cho gia đình hay không thì sau khi mà hỏa thiêu rồi thì Bộ Tư lệnh thành phố sẽ đảm nhận cái vai trò là đứng ra tiếp nhận cái tro cốt đó, rồi bắt đầu sẽ lên phương án làm thủ tục này kia, rồi bàn giao về cho gia đình. Đấy, phải có thủ tục giấy tờ đồng hoàng thì mới bàn giao cho gia đình được nha cả nhà, chứ không phải là thiêu xong cái là người nhà tự vô lấy đâu, không giống như trước nữa. Khi mà tổng liệm ở bệnh viện Chợ Rẫy nơi nhà tang lễ là không có bất cứ người thân nào vô để nhìn mặt ca sĩ Phi Nhung lần cuối cả, chỉ có những người ở bên Bộ Y tế người ta có cái quy trình, người ta mới có mặt ở trong đó. Và sau khi đưa ca sĩ Phi Nhung vào quan tài qua mọi biện pháp gọi như là phòng chống dịch nghiêm ngặt thì lúc đó người thân trong gia đình mới được vào để thăm viếng, và số lượng cũng được hạn chế theo quy định nha cả nhà, và rất là nghiêm ngặt theo cái phòng chống dịch. Đấy, cho nên rằng là chị Phi Nhung ra đi trong cái thời điểm hiện tại bây giờ là nó rất là khó khăn để chúng ta có thể tiếp cận, kể cả người thân, người nhà thân thích phải đi theo đúng quy định trình tự. Đấy, và cái khâu mà để hỏa thiêu hỏa táng hoặc là đưa tro cốt về cho gia đình rồi làm tang lễ như thế nào á thì cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào cái quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố. Cho nên rằng đến thời điểm hiện tại bây giờ họ cũng đang chờ xác nhận của Ủy ban Nhân dân thành phố để được tổ chức cái tang lễ của ca sĩ Phi Nhung một cách trọn vẹn. Thì tất cả mọi người hâm mộ trong ngoài nước người ta cũng đang rất chờ đợi háo hức những cái thông tin liên quan đến tang lễ của ca sĩ Phi Nhung, liệu chừng sẽ được diễn ra như thế nào và thời gian như thế nào, rồi cái vấn đề mà liệu chừng ca sĩ Phi Nhung có phải thiêu hay không hay là mai táng. Đây là một cái tin tức mà được Tàng cũng có nói đi nói lại với tất cả mọi người, thì người bị nhiễm bệnh Covid-19 khả năng là rất là cao là sẽ hỏa thiêu nha cả nhà. Chứ còn mà để mai táng thì mọi người cũng biết rằng là ca sĩ Phi Nhung không có người thân thích ở Việt Nam, và đặc biệt là con gái người thân ruột rà là ở bên Mỹ. Cho nên cái phương án hỏa thiêu cũng là một cái phương án rất là tốt để có thể đưa tro cốt của chị ấy về bên phía bên Mỹ. Bên đó cũng có mẹ của ca sĩ Phi Nhung, cha của ca sĩ Phi Nhung đúng không ạ? Và tro cốt của chị Phi Nhung về đó thì họ sẽ xung vầy và được sự chăm nom bên người thân ruột rà, bao giờ nó cũng tốt hơn là những người ngoài nha cả nhà. Thì chúng ta cứ xác định một điều rằng là chắc cú ca sĩ Phi Nhung sẽ được hỏa thiêu, tro cốt sẽ được mang về bên Mỹ bên cạnh những người thân ruột rà. Thì cái thông tin ngày hôm nay Lực Tàng cũng muốn cung cấp cho tất cả mọi người đến đây thôi, thì cũng rất mong tất cả mọi người hãy để lại những lời chia buồn thực sự sâu sắc đến gia đình ca sĩ Phi Nhung, mong cho gia đình họ có một cái động lực cực lớn để có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn và cái sự đau thương mất mát này. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip đến đây. Có thông tin gì mới chúng ta sẽ cập nhật liên tục để gửi tới tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.